Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngụ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng. Trước đó, vào đêm ngày 21 tháng 2, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Bảo Lộc, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bảo Lộc cùng lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch, phát hiện ông Nguyễn Vũ Nhật Quang đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, ông Quang không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã giao nhiệm vụ cho thượng úy Đoàn Nhật Hà, Cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố và Trung úy Nguyễn Minh Trung, cán bộ tiểu đoàn cảnh sát cơ động sử dụng xe mô tô chuyên dụng bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng ông Quang vẫn không chấp hành. Khi đến trước cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường 2, ông Quang bảo người thân dắt xe vào trong nhà để trốn tránh. Lúc này, Thượng úy Hà đã dùng tay để giữ chiếc xe máy vi phạm thì bị ông Quang sử dụng thanh sắt đánh vào tay. Hậu quả khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái. Thượng úy Hà được đưa đến bệnh viện Hai Lâm Đồng cấp cứu và hiện đang được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Sau khi tấn công Thượng úy Hà, ông Quang tiếp tục dắt xe máy vào nhà rồi khóa trái cửa, không chấp hành các yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Quang là 0,378mg trên lít khí thở. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Quang để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã có thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện lập biên bản đối với một trường hợp là cán bộ công chức đảng viên đang công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, hồi 23 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2024, tại đường Nguyễn Văn Cử, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện lái xe Trần Quang Khải sinh năm 1977, có địa chỉ tại 54-51 Nguyễn Tử Lục, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, điều khiển ô tô biển kiểm soát 49A47818 có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mm trên 1 lít khí thở, 0,112mg trên lít. Bên cạnh đó, tài xế này điều khiển xe ô tô khi không có giấy phép lái xe. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên. Điều đáng nói, khi bị lập biên bản, ông Khải lại khai nghề nghiệp tự do. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định ông Khải là cán bộ, đảng viên, hiện đang giữ chức vụ Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, trưởng Công an thành phố Đà Lạt, Căn cứ các lỗi vi phạm, Công an thành phố Đà Lạt đã thông báo và kính đề nghị đồng chí Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm và trách nhiệm liên đới của cá nhân tập thể có liên quan theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời trao đổi lại kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để báo cáo các cấp. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn nằm vạ giữa đường điện Biên phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các loại giấy tờ liên quan. Hiện Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan. Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức Hắc, sinh năm 1964, ngụ đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế, là nguyên giám đốc công ty cổ phần phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và đã nghỉ hưu. Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 22 tháng 2 tại đoạn đường trước khu vực khách sạn Điện Biên, thành phố Huế. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ. Thì phát hiện ông Hát điều khiển mô tô biển số 75F1051XX lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Nam Giao có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông H kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông H đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra người đàn ông này không chịu chấp hành, có dấu hiệu say xỉn, liên tục nói thích chết, bắn tao đi và chây ý nằm giữa đường. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an Phường Vĩnh Ninh, đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm việc. Một số thông tin cho biết, ông Hát từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông Hát thường phải khám, điều trị chứng rối loạn lo âu. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Một trong những nội dung được lấy ý kiến đó là việc phân hạng giấy phép lái xe cho phù hợp với công ước viên về giao thông đường bộ năm 1968 và thực tiễn của Việt Nam. Qua nghiên cứu phân tích đánh giá, Bộ Công an thấy rằng việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Bộ Công an lý giải việc phân hạng giấy phép lái xe để nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại công ước viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi gia nhập công ước việc phân hạng giấy phép lái xe cũng sẽ tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống học tập tại các nước là thành viên của Công ước viên năm 1968. Khi đó, người Việt Nam sẽ không mất chi phí đổi học để được cấp giấy phép lái xe, có phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế, do có sự đồng bộ về phân hạng phương tiện và giấy phép lái xe. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu thiết kế việc phân hạng giấy phép lái xe bao gồm các nội dung sau. Bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại công dụng của phương tiện. Loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dụng. Đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại, động cơ và số chỗ ngồi. Để tránh tác động xã hội tại điều khoản chuyển tiếp, Bộ Công an cho biết sẽ quy định đối với giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi cấp lại, chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông. Thêm vào đó, Bộ Công an cho biết Việc thay đổi trên đảm bảo vừa kế thừa các quy định hiện hành của luật giao thông đường bộ năm 2008, đồng thời không trái với quy định của công ước viên năm 1968, không gây nhiều tác động khi thay đổi về chính sách, phù hợp với yêu cầu thực tiễn do quá trình phát triển của phương tiện, người điều khiển phương tiện xuất hiện nhiều loại phương tiện mới. Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi, cấp lại. Chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông. Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn khiến anh Quy mất cả vợ và hai người con. Với người chú ruột lái xe đã bị khởi tố, anh Quy mong muốn chú mình được giảm nhẹ hình phạt Mặc dù đã lo hậu sự xong cho vợ và hai con sau vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, nhưng anh Phan Đình Quy, sinh năm 1978, chú phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, vẫn chưa nguôi xót xa trước nỗi đau này. Ngoài đau đớn vì mất đi ba người thân, anh Quy còn thấy hối hận khi nhờ chú ruột của mình cầm lái khiến chú bị liên lụy. Anh Quy cho biết, mùng 6 Tết, gia đình anh dùng xe cá nhân vào các tỉnh miền Trung để thăm bạn bè du xuân, trên đường về, gia đình anh ghé tỉnh Quảng Nam đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1969 cùng về quê. Theo anh Quy, ông Kiều có hoàn cảnh rất khó khăn, đã ly dị và không có công việc ổn định. Khi gặp thấy hoàn cảnh chú đáng thương nên tôi có ý rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm. Thông tin được biết ngày 18 tháng 2, gia đình anh và người chú xuất phát từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị để gặp người quen trước khi về Thanh Hóa cũng theo anh Quy vì mệt mỏi do chạy xe nhiều ngày nên trên đường ra Quảng Trị anh nhờ ông Kiều lái xe để tranh thủ ngủ. Khi chiếc xe đi được hơn 100 km qua địa phận huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế thì tai nạn ập tới. Tôi đang ngủ trên xe thì bỗng nghe tiếng động lớn, chiếc xe lộn nhiều vòng, hốt hoảng tỉnh dậy, xe đã bị lật ra khỏi đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến tôi mất đi cùng lúc cả vợ và hai con, thật sự chẳng còn nỗi đau nào hơn thế. Anh Quy đau xót cũng theo anh Quy, sau vụ tai nạn, anh rất buồn và cảm thấy có lỗi vì không lái xe chở vợ con an toàn. Ngoài ra còn làm liên lụy đến chú ruột. Anh Quy chia sẻ, khi báo tin cho chú biết, chú cũng khóc và ngất nhiều. Chú còn nói, nếu đổi mạng chú cho ba mẹ con sống lại, chú cũng đổi. Nghe chú nói vậy, tôi cũng thương chú nhiều lắm. Anh Quy cũng bày tỏ, mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét, giảm nhẹ hình phạt hoặc xử lý vụ việc theo tính chất gian đe giáo dục để người chú sớm ổn định lại tinh thần.